Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh đầu tiên trong đêm nay. Qua hai đêm thi, Ngọc Thiện còn hai thể loại chưa thể hiện, đó là thể hiện theo phong cách mộc và hát dân ca. Đến với đêm thi thứ ba này, Ngọc Thiện xin gửi đến quý khán giả bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Bài hát này Ngọc Thiện đã được nghe ba của mình hát từ lâu và đã cảm nhận được tình cảm của bài hát. Ngọc Thiện muốn gửi tình cảm mộc mạc đó đến với quý khán giả. Thank you.
vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Đinh Ngọc Thiện, 16 tuổi, đến từ Đà Nẵng với mã số 02. Bạn đã thể hiện ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, được thể hiện theo phong cách mộc với sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Chào em. Trước hết chắc có lẽ cho phép chị được thay mặt cho tất cả mọi người chia sẻ niềm xúc động mà tiết mục vừa rồi đã mang lại cho cả khán phòng. Tuy nhiên, chị xin được phép thẳng thắn với em trong tiết mục này, bởi vì đối với chị, niềm xúc động này chưa trọn vẹn. Thứ nhất rằng, ngay khi đọc tên bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa mà em thể hiện ngày hôm nay, thì chị đã đặt một niềm tin, sự kỳ vọng lớn cho phần thể hiện này. Bởi vì chị nghĩ trong cuộc rong chơi, trên sân chơi âm nhạc này của em đã bắt đầu định hình và có điểm nhấn, đặc biệt là với bài hát này. Nhưng mà có lẽ hôm nay chú bộ đội nhí này bị căng thẳng quá, phải không? Chị chia sẻ những cái áp lực khi mà người thi đầu tiên và với cái phần thể hiện nó mộc như vậy, thì đòi hỏi rất nhiều cái sự tinh tế, hơi thở. Và ngay cả cái quảng cao là sở trường của em mà ngày hôm nay em cũng chưa thể hiện thực sự tốt. Với cả một cái điều quan trọng, bài hát này nhạc sĩ đã viết với cái phần nhịp phức tạp, nhịp dở rất là nhiều, và em không làm tốt phần đó, em hát sai nhịp còn nhiều quá. Cho nên khi mà em không thể hiện tốt cái phần nhịp đó thì ý tứ của bài hát và cả cái tâm tình tác giả tải qua trong cái bài hát đó, nhất là cái phần nhanh, thì em không làm tốt. Chị rất tiếc và chị rất mong rằng là với cái sự định hình phong cách này và cố gắng hơn nữa, nếu em còn may mắn đi tiếp vòng thi sau thì em sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều, giữ bình tĩnh và chiến thắng. Cảm ơn em. Cảm ơn. Chào em. Anh có một vài ý kiến cho tiết mục của em. Thứ nhất tức là anh rất là thích cái sự trong trẻo và hồn nhiên của em, lúc nào cũng như thế. Nhưng hôm nay khi mà em chọn bài hát này với phong cách mộc thì anh cảm giác nó không đúng lắm. Tức là bài này thật sự nó cần có một dàn nhạc đứng sau lưng em thì nó sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Và anh thấy rằng là em đã, giống như em đã lựa chọn cái dòng nhạc này, và cái điều đó rất là đáng quý. Bởi vì sao? Bởi vì là trên cái con đường đấy nó không có nhiều hoa hồng đâu, nhưng mà mình cần phải hết sức hy sinh và mình phải yêu quý công việc đấy thì mình sẽ đi tiếp được trên cái thể loại mà em lựa chọn. Cảm ơn em. Xin cảm ơn những ý kiến đánh giá của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Đinh Ngọc Thiện. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 18,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 18,70. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 18,60. Và nhạc sĩ Việt Anh, 19. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích phần biểu diễn dự thi của thí sinh Đinh Ngọc Thiện thì hãy nhanh chóng bình chọn cho bạn ấy bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 02 gửi về 8483 quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh thứ hai.